kìa. Bộ gốc tuyệt vời đấy. Các bạn thấy không? Nhìn như là gốc một gốc cây đào ấy nhỉ. Đúng không? Như là Nhật Tân. Vâng, đúng là nhìn như một gốc đào Nhật Tân. Cây này phải đào cẩn thận. Lấy càng nhiều đất càng tốt. Vào dễ rồi, vào dễ rồi. Phát đấy, làm một phát đúng dễ rồi, chơi lại đi. Rồi, các bạn thấy đấy. Bắt đầu lên lên thì dễ này. Nguyên bầu nhá. Wow. Video định để bao nhiêu phút đây? Sợ về úp lên khó. Ôi trời, cái này. Ui, rơi. Ui xô. Rất dễ đây. Ui xô. Ôi dễ đây, dễ đây. Cho các bạn trải nghiệm nhanh, chiêm ngưỡng nhá. Đây à? Gốc này. Từ từ đã. Đây là một gốc nếu mà cắt tỉa gọn gàng thì chúng ta sẽ một cái thế cũng rất là đẹp đấy. Kéo rồi nhỉ? Để xem. Xuống xuống đây đi. Xa quá. Thôi cứ là tí nữa kéo lên. Ok. Nếu mà trong nhà chúng ta khi vào mùa sim có một chậu sim hoa nở rồi kết trái, sau đó ngâm rượu thì đúng là tuyệt vời. Xem này, đang tưởng uốc chết. Các bạn thấy không? Cây này thì cũng khá là có dáng dấp đấy. Nếu mà sánh ngang với bới chê rồng của nhà ông Ngọ là cũng ngang ngửa đấy. Cái này mà sau khi được cắt tỉa và cho lên chậu nó là rất là đẹp. Già lắm. Okay, cái cây này có khi nó phải ngang tuổi với tôi và các bạn, nó có khi phải hơn đấy. Già sim thì rất là dễ. Còn là dễ cây bụi. Sim là một dòng cây bụi mọc ở vùng đồi núi với lượng dễ ăn khá là nông. Nếu bạn nào mà to khỏe là có thể giật một phát là được một khóm đấy. Những cây nhỏ mà chúng ta cho vào những cái chiếc chậu bé xinh xinh ở trong nhà thì cũng là tuyệt vời đấy. Phải nói là tìm mũ khá là khó khăn. Hay là nó bạt ngàn thế này. Lúc đầu anh em chúng tôi định đào một chỉ một cây sim thôi, và một vài cây sim về để trồng ở nhà thôi. Nhưng mà không ngờ vào trong này nhiều quá. Chẳng biết chọn cây nào là cây nào cả. Các bạn thấy không? Những cây sim này qua bao nhiêu năm bị người ta chặt hết cành đi.
còn lại một bộ gốc khá là to. Đây xem đây. Như các bạn thấy đấy, hình thù kỳ quái, không phải là tự tay con người uốn nắn mà tạo ra những cái gốc loằng ngoằng, phải nói là kỳ quái. Các bạn thấy không? Hôm nay cả ngày hôm nay anh em chúng tôi có lẽ sẽ bơi trong rừng này luôn. Hiện tại bây giờ đã là hơn 12 giờ. Vâng, đói lắm rồi đấy, nhưng mà chẳng về được. Có lẽ là vụ này sẽ là ăn sim. Vâng, ăn sim thay cơm. Wow, các bạn thấy không? Các bạn thấy không? Gốc cây thế này có khi chúng tôi phải mở một cái nhà vườn để trưng bày mới được. Mấy các bạn thấy không? Chưa ăn cơm rồi nhỉ? Gốc rất đẹp. Mà quanh đây thì quả núi rất là cao, mà chúng tôi cũng chắc lại chỉ lang thang ở dưới chân núi rồi. Wow, tuyệt vời đấy. Cái gốc này hình như ai bới rồi phải không anh? Wow, như các bạn thấy đấy, chúng tôi vừa tìm ra một cội cây gọi là bộ dạng là rất là đẹp, thế thì rất là ngon lành. Bình tĩnh nhá, trước khi đào nó lên, anh từ từ mình, trước khi đào lên anh phải làm ngon lành đã. Ok, bộ gốc tuyệt vời đấy. Các bạn thấy không? Nhìn như là gốc một gốc cây đào ấy nhỉ? Đúng không? Như là Nhật Tân. Vâng, đúng là nhìn như một gốc đào Nhật Tân. Cây này phải đào cẩn thận, lấy càng nhiều đất càng tốt. Vào dễ rồi, vào dễ rồi. Phát đấy, làm một phát đúng dễ rồi, chơi lại đi. Được, không chơi. Rồi, các bạn thấy đấy. Bắt đầu lên lên dễ dễ này. Nguyên bầu nhá. Wow, video định để bao nhiêu phút đây? Sợ về úp lên khó. Ôi chà, ôi chà, cây này. Ui, rơi 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 rơi. Ui xô. Rất dễ đào. Ui xô. Ôi dễ đấy, dễ đấy. Các bạn chiêm nghiệm nhá, chiêm ngưỡng nhá. Tuyệt vời luôn. Nhờ. Cái này nặng quá. Ui xô. Đó là tâm đắc nhất ngày hôm nay đấy. Kia nhờ. Bộ này. Mấy gốc này thì kém rồi. Đây này. Đây, đây này, ừ. Đây này, này. Đó, nhìn cái bìu kìa, ừ. Bới đi, bới ra, với tay bới ra. Anh bới sạch gốc đi. Bới cái... Ôi giời. Đánh xe ô tô không? Không biết cho các bạn đang xem không có bạn nào mà chạy xe tải không nhỉ? Nếu có thì có khi thể comment và liên hệ với chúng tôi, sau này chúng tôi đã đặt hàng. Bảo đây chẳng muốn về luôn. Dễ đây, xin chào đúng không? Sang bên kia anh. Để các bạn thấy độ ngoằn nghèo của bộ gốc. Về sau khi qua bàn tay gọt rũa của Enhiter Entertainment sẽ là những chậu sim tuyệt vời đấy.
Tại sao tôi lại cứ nhìn thấy cái dáng dấp của bóng đào Nhật Tân ở trong đây nhỉ? Sim rất nhiều rễ. Nghĩa là vào rừng sẽ cho chúng ta một trải nghiệm khá là thú vị. Và những thành quả của chúng ta đây. Chúng tôi đào từ sáng giờ không biết là để khắp rừng nhỉ. Không biết lúc về có nhớ hết những vị trí mình giấu không. Nói chung ở đây có một cụm gọi là một khối đi, gọi một khối đi, các cây cùng trang lứa với những bộ gốc thật là kìa, ăn xiên bên kia này phải cần những cái chậu khá là to đấy. Sau vụ này một thời gian thì các bạn nếu mà theo dõi kênh YouTube của chúng tôi thì các bạn sẽ được chứng kiến với những thay đổi và một loạt cây mới sẽ xuất hiện trong các video tiếp theo. Hôm nay là một clip gọi là khai sơ, khai nguyên để khi anh em tôi đi rừng. Đang nào thì phải lấy kéo thôi. Không tí nữa cắt không ốm ốm. Sâu nha, có sâu nha. Thôi, có khi là phải đào như thế thôi. Có khi ngày hôm nay chúng tôi sẽ dừng lại ở đây. Hẹn các bạn ở video tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Chào tạm biệt. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.